chương 3041, oanh động. Tìm chết, các ngươi Long Cung là tìm chết. Thật cho rằng chúng ta sương đỏ tộc sợ các ngươi Long Cung. Chúng ta chắc chắn các ngươi hủy diệt. Phẫn nộ thanh âm từ sương đỏ tộc một chúng cường giả trong miệng thốt ra. Bọn họ đầy mặt phẫn nộ nhìn chầm chầm vương tiên, giữ tận gào thét. Thật cho rằng bọn họ sương đỏ tộc sợ Long Cung. Bọn họ hôm nay dám trực tiếp đối Long Cung cường giả ra tay, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Lấy bọn họ sư tôn, tộc trưởng thực lực, chỉ cần đưa bọn họ bắt lấy, hoàn toàn có thể lấy trận pháp tìm thấy được long cung hang ổ, đến lúc đó dễ dàng đem chi hủy diệt. Hiện tại này thế nhưng càng rỡ muốn ám sát bọn họ. Tìm chết. Đem hắn lưu lại nơi này, phong tỏa không gian. Sương đỏ tộc ba gã thần đế cửu giai vu sư trong mắt tràn ngập cùng bạo sát ý, giữ tận quát. Bày trận. Ba người cánh tay huy động, phong tỏa hư không trận pháp nhanh chóng hình thành. Trống trống trống, xúc phạm sương đỏ tộc, chết. Bạo sơn người khổng lồ thủ lĩnh khổng lồ vô cùng thân hình, huy động cánh tay, hướng tới vương tiên oanh kích mà đi không cùng các ngươi chơi minh huyền chí chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau ta trước cáo từ vương tiên ào ào cười cười thân hình vừa động nháy mắt hướng tới phía sau bay ngược mà đi theo sau thân ảnh hơi hơi hư ảo trực tiếp rời đi ầm 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 ở hắn vừa mới rời đi vị trí từng luồng khủng bố năng lượng bao trùm đáng chết hắn tốc độ quá nhanh sương đỏ tộc bốn gã thần đế cửu giai cường giả đầy mặt âm trầm long cung một hàng bốn người một cái đều không có lưu lại. Ha ha ha, Hồng Thiên Thần Đế, còn đánh sao? Minh Huyền Chí nhìn đến vương tiên bọn họ rời đi, cười lớn một tiếng, mở miệng nói. "Minh Huyền Chí, sự tình hôm nay ta Hồng Thiên nhớ kỹ." Hồng Thiên Thần Đế đình chỉ công kích, đầy mặt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. "Ghi nhớ liền ghi nhớ đi, lão tử đi trước, lập tục thời điểm không chọn cái ngày hoàng đạo, cái này hảo, mất mặt, còn đã chết không ít đệ tử." Minh Huyền Chí trào phúng nói, thân hình vừa động, bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Nghe được Minh Huyền Chí nói, Hồng Thiên Thần Đế sắc mặt kịch liệt biến ảo, ánh mắt đảo qua chung quanh, thần sắc đen nhánh. Hồng Thiên Thần Đế đại nhân trước xử lý một chút các ngươi bên này tình huống đi, chúng ta liền không quấy rầy. Xuyên Sơn tộc một người cường giả chấp tay, cáo từ nói. Thiên Viêm tộc bọn họ cũng là chấp tay, trực tiếp rời đi. Một đám chủng tộc đàn tộc rời đi, trên mặt mang theo một tia quái dị thần sắc. Hôm nay Sương Đỏ tộc chính là mất mặt ném lớn, ở bọn họ lập tộc ngày, muốn bắt lấy Long cung cường giả, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không những không có đem Long cung thành viên giết, ngược lại bị bọn họ giết đại lượng đệ tử. Thậm chí thần đế bát giai cường giả, một con thần đế bát giai chiến sủng, đều bị Long cung Long Vương tiêu diệt. Những đệ tử khác tử thương mấy vạn danh, này đối với Sương Đỏ tộc tới nói chính là tổn thất thảm trọng. Chính yếu vẫn là thanh danh thượng tổn thất. Sương Đỏ tộc vừa mới thành lập, bởi vì không phải truyền thống chủng tộc thành lập, cho nên bọn họ yêu cầu tuyển nhận ngoại giới đệ tử. Hiện tại xuất hiện như thế tình huống, rất nhiều nguyên bản chuẩn bị gia nhập tán nhân, liền phải suy xét một chút. Lúc này đây, không những không có lập uy, ngược lại thiệt hại mặt mũi. Long cung Nhìn đến một chúng đàn tộc chủng tộc người rời đi, hồng thiên thần đế trong mắt tràn ngập cùng bạo sát khí, gầm nhẹ một tiếng. Hôm nay việc, hắn muốn cho kia long cung, trả giá thảm trọng đại giới. Ha ha, sẵn, làm kia hồng thiên thần đế kiêu ngạo, còn muốn đem chúng ta lưu lại, đem chúng ta tiêu diệt, quả thực là tìm chết. Cùng lúc đó, long cung long vương trong điện, Bắc kỳ ma sát bọn họ đầy mặt hưng phấn lớn tiếng nói. Lúc này đây ít nhiều kim minh huyền chí xuất hiện, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ có thể đủ xám xịt trốn trở về. Thiên trận ở một bên nhàn nhạt nói. Lúc này đây bọn họ sở dĩ có thể tiêu diệt sương đỏ tộc nhiều như vậy cường giả, toàn dựa minh huyền chí ngăn cản ở hồng thiên thần đế. Nếu như không phải hắn, mấy người bọn họ đừng nói giết người, trốn trở về đều phải phế một ít sức lực. Nói tóm lại, lúc này đây đối với chúng ta tới nói cũng không lợi, hiện giờ lại hoàn toàn đắc tội sương đỏ tộc. Vương Tiên ngồi ở trên Long ỷ mở miệng nói. Long Vương, chúng ta liền cùng bọn họ làm, dù sao chúng ta Long Cung ở vào nơi này phi thường an toàn, hơn nữa cho dù là bị phát hiện, lấy Long Cung lực phòng ngự cũng đủ để ngăn cản vũ trụ tôn giả dưới tùy ý công kích. Ta làm thủ hạ chậm rãi ký sinh sương đỏ tộc cường giả, đem hành trình động hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó lại làm thứ Long Long chủng ra tay ám sát, bồi bọn họ hảo hảo mà chơi chơi. Ta dám cam đoan, nhiều nhất tháng 10 năm 2005, là có thể hủy diệt hắn toàn bộ xương đỏ chủng tộc, mặt khác chủng tộc dám trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng có thể chậm rãi như tầm ăn lên. Ma sát đầy mặt sát khí nói. Ở hiện giờ này phiến trong hư không, ma sát bác kỳ bọn họ có tin tưởng, lấy nọc độc cù long loại năng lực, hơn nữa ngao yêu ám liệt bọn họ, bọn họ có thể đem này phiến sau trời sở hữu thế lực như tầm ăn lên. Bất quá, này khả năng yêu cầu một đoạn rất dài thời gian. Vương tiên nghe được bọn họ nói, trong mắt lập lòe ánh sáng. Long Vương, chúng ta muốn tiến vào vũ trụ càng sâu chỗ, xác thật yêu cầu ở chỗ này hảo hảo dừng chân đứng vững căn cơ hoa cái mấy chục hai mươi năm cũng không có chút nào quan hệ chúng ta long cung cho tới nay đều tăng lên thực mau lúc này đây hảo hảo lắng động lại xuống dưới cũng chưa chắc không thể chính như ma sát bác kỳ lời nói bồi này phiến sau trời sở hữu thế lực hảo hảo chơi một chút huy thừa tướng đứng ở một bên trầm ngâm một chút mở miệng nói như vậy cũng hảo vương tiên gật gật đầu đây cũng là không có cách nào biện pháp hiện giờ long cung không có đối kháng xương đỏ tộc tư bản không có đối kháng thần đế đỉnh cường giả thực lực hơn nữa hiện giờ cho dù là hắn muốn tăng lên cũng yêu cầu đại lượng tài nguyên muốn đạt được này đó tài nguyên trừ phi xử lý một cái lĩnh vực cấp chủng tộc hoàn toàn tiêu diệt nhưng tiêu diệt như vậy chủng tộc cũng không dễ dàng hơn nữa dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận có lẽ chính mình nên đi ra ngoài đi một chút còn có linh tú tìm biến lộng lẫy sao trời cùng mặt nhà hán chủng tộc di chỉ đều không có tìm được nàng nàng hẳn là ở trong vũ trụ tâm long cung nơi này sự tình hoàn toàn có thể giao cho quy thừa tướng thiên trận bọn họ làm long cung lắng động lại một chút vương tiên trong lòng có một cái quyết định hai ngày sau sương đỏ tộc lập tộc cùng ngày đã phát sinh sự tình thực mau truyền thấp này phiến sao trời việc này vừa ra chấn kinh rồi mọi người sương đỏ tộc sở bày ra ra thực lực cùng nội tình xác thật cường đại nhưng long cung sự tình lại làm bọn hắn mặt mũi hoàn toàn đại thất gặp tới rồi không ít người trêu chọc long cung cũng hoàn toàn cùng sương đỏ tộc kết hạ thù hận hiện giờ long cung chính là đắc tội không ít chủng tộc cổ lai hy tộc não linh tộc sương đỏ tộc khả năng thiên viêm tộc bọn họ đối với long cung cũng không phải thực sản đi long cung người mạnh nhất thần đế cửu giai nếu như long cung nơi hang ổ bị phát hiện bọn họ tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt khi khó mà nói long cung có ân với thiên minh tộc hiện giờ tộc trưởng phụ thân thiên minh tộc khả năng sẽ đứng ở long cung bên này thực lực của bọn họ chính là phi thường cường vũ trụ trí não thượng vô số người nghị luận cảm tạ thanh phong cô lan huynh đệ hai vạn thư tệ đánh thưởng thường xuyên có thể nhìn đến huynh đệ đánh thưởng duy trì, phi thường cảm tạ ngươi. Cũng cảm tạ mặt khác các huynh đệ đánh thưởng, cảm ơn, cảm ơn mỗi một vị thư hữu duy trì. Cũng cảm tạ chính bản đặt mua huynh đệ. Tấu chương xong. Chương 3042, độc hành. Long cung, thiên minh tộc, cổ lai hy tộc, não linh tộc, sương đỏ tộc. Một đám chủng tộc, từng cái sự tình ở vũ trụ trí não thượng nhanh chóng truyền bá, nghị luận sôi nổi không thôi. Long vương, khi Minh Huyền Chí thông qua vũ trụ trí não liên hệ đến vi thần, muốn mời Long Vương Ngài đi thiên minh tộc, nói thượng một lần trợ giúp chỉ là việc nhỏ. Ở ngày thứ năm thời điểm, thiên trận đi vào Long Vương trong điện, hướng tới Vương Tiên hội báo một cái tình huống. Nga! Minh Huyền Chí liên hệ đến ngươi. Vương Tiên nhướng nhướng mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đúng vậy, không lâu phía trước lấy Long Cung danh nghĩa phát biểu thanh minh là vi thần phát, hắn thông qua cái kia tin tức liên hệ tới rồi ta, bất quá ta tạm thời không có đáp lại. Thiên trận gật gật đầu nói đi bọn họ thiên minh tộc sao? Vương tiên trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Hắn vốn định tới chúng ta Long Cung tự mình bái tạ, nhưng hắn cũng không biết chúng ta nơi ở, hơn nữa cũng vì tị hiềm, mời Long Vương cùng với Long Cung cường giả qua đi, nói có thể bảo đảm an toàn. Thiên trận tiếp tục nói. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, đi ra ngoài nhìn xem này diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ trung tâm. Vương tiên như suy tư gì gật gật đầu, nhìn về phía thiên trận nói. Ân. Long Vương ngươi chuẩn bị chính mình một người đi ra ngoài. Thiên Trận Cả Kinh lập tức hỏi: "Đúng vậy, Long cung bên này có các ngươi ở ta phi thường yên tâm, ta có ở đây không đều không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa, ta muốn nhanh chóng đột phá, cần thiết muốn đi địa phương khác rèn luyện, chiến đấu, tìm kiếm cơ duyên." Vương Tiên nói. "Long Vương, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào sao?" Thiên Trận chần chờ một chút, hỏi. "Chuẩn bị đi Ngân Hà bên kia nhìn xem đi." Vương Tiên nói. Ở năm ngày trước, hắn chuẩn bị độc hành tiến vào vũ trụ nội thời điểm, Vương Tiên đã làm một ít chuẩn bị. Hắn ở vũ trụ trí não thượng tra tìm một ít địa phương, cuối cùng tỏa định ở khoảng cách nơi này cũng không phải quá xa Ngân Hà. Đương nhiên, cái này khoảng cách không phải quá xa, cũng là một cái gì thường xa xôi địa phương. Nếu như chỉ dựa phi hành quá khứ lời nói, khả năng yêu cầu 2 năm thời gian. Long Vương nếu như đi ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Thiên Trận mở miệng nói. Yên tâm. Vương Tiên nhàn nhạt cười cười, trực tiếp đứng lên đi trước ngân hà vừa lúc đi ngang qua thiên minh tộc đem minh huyền trí liên hệ phương thức cho ta ta cho hắn nói một chút tốt thiên trận gật gật đầu thực mau vương tiên dùng chính mình vũ trụ trí não cấp minh huyền trí đã phát một cái tin tức tin tức thực mau được đến hồi phục vương tiên đơn giản mà đối hắn nói một chút kế tiếp hai ngày vương tiên bồi bồi một chúng nữ sinh đem một chút sự tình phân phó cấp quy thừa tướng theo sau lệnh ám liệt đem chính mình đưa tới một viên trên tinh cầu ha 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 ân công hoan nghênh quan lâm chúng ta thiên minh tộc một ngày lúc sau ở vào thiên minh tộc một viên tinh cầu truyền tống trận thượng minh huyền chí nhìn đến từ truyền tống trận nội ra tới vương tiên cười lớn đón nhận đi hoan nghênh long vương ở minh huyền chí bên cạnh còn đi theo một người lão giả cười triều vương tiên gật gật đầu vương tiên cảm ứng dưới trong lòng hơi kinh hãi lão giả cũng là thần đế đỉnh cường giả hơn nữa sau minh huyền chí nhiều hết mức vài phần uy nghiêm bất quá hai người diện mạo tương tự vương tiên ẩn ẩn đoán được lão giả thân phận ha ha thượng một lần sự tình đa tạ minh huyền chí huynh đệ bằng không chúng ta liền phiền toái vương tiên khách sáo nói ha hả cho dù là không có ta ân công các ngươi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tương so với ân cứu mạng cũng không tính cái gì minh huyền chí cười nói đúng vậy long vương ngài đã cứu ta phụ thân chính là chúng ta thiên minh tộc ân nhân ngày sau sương đỏ tộc bọn họ nếu là dám công kích long cung chúng ta giúp long cung giáo huấn một chút bọn họ một bên lão giả cười nói ha ha không cần đã nói tốt ân tình đã toàn bộ còn xong vương tiên cười lắc lắc đầu ha ha ân công bên trong thỉnh tới chúng ta thiên minh tộc lão minh ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi minh huyền chí nói sang chuyện khác cười lớn nói không cần như thế khách khí ta ở các ngươi nơi này cũng không lâu đãi ta chuẩn bị đi trước ngân hà bên kia đi rèn luyện một phen vương tiên cười nói đi ngân hà bên kia bên kia khoảng cách khá xa hơn nữa có rất nhiều cường giả minh huyền chí hơi hơi tò mò nói rèn luyện tự nhiên đi cường đại sao trời Vương Tiên nói: "Ta liền không ở các ngươi nơi này nhiều đãi." Long Vương cũng không vội với nhất thời, "Ăn một bữa cơm lại qua đi đi, hơn nữa chúng ta Thiên Minh tộc đối với Ngân Hà bên kia cũng hiểu biết một ít, phụ thân hắn lão nhân gia trước kia cũng đi qua Ngân Hà nơi đó." Một bên lão giả mở miệng nói. "Đâu chỉ là đi qua, ta ở nơi đó đã 500 vạn năm." Minh Huyền Chí chậm rãi nói. "Nga." Vương Tiên nhướng nhướng mày, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. "Đi một chút ân công, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." ta lão minh tốt xấu ở nơi đó ngay người mấy trăm vạn năm tuy rằng không có hỗn ra cái gì tên tuổi nhưng là đối nơi đó còn xem như tương đối hiểu biết minh huyền chí nhiệt tình nói hảo vương tiên gật gật đầu cũng không có cự tuyệt ngân hà là vũ trụ trung tâm một cái sông nhỏ lưu vũ trụ trung tâm sông nhỏ lưu trên thực tế cũng là khổng lồ vô cùng diện tích ít nhất là này một mảnh sao trời mấy vạn lần lớn nhỏ toàn bộ ngân hà diện tích rộng lớn vô ngần bên trong sinh tồn vô số hoang thú đồng dạng ở nơi đó cũng có một đám cường đại chủng tộc thế lực. Ở ngân hà, vũ trụ sơ cấp chủng tộc đều có mười mấy, đến nổi mặt khác cấp bậc càng đừng nói nữa. Vương Tiên sở dĩ lựa chọn ngân hà nơi đó, chủ yếu là bởi vì ngân hà thuộc về hải dương. Vương Tiên tăng lên thế lực có hai loại, một là trực tiếp cắn nuốt thủy tộc sinh vật, nhị là cắn nuốt các loại đan dược thần thảo tài nguyên. Tương so với đan dược thần thảo, thủy tộc sinh vật không thể nghi ngờ là tốt nhất tìm. Toàn bộ ngân hà nội, toàn bộ đều là thủy tộc sinh vật một đám thế lực lớn cũng dựa vào ngân hà thành lập một đám cường đại căng cơ nơi ngân hà tài nguyên phong phú vô cùng các loại thủy tộc sinh vật cũng cường đại vô cùng vũ trụ tôn giả cấp bậc thủy tộc sinh vật nghe nói cũng có không ít liền một đám vũ trụ sơ cấp chủng tộc cũng không dám mạo mũi bước vào này đó tồn tại lĩnh vực vương tiên lúc này đây mục tiêu là đem sức chiến đấu đạt tới vũ trụ tôn giả nông nổi ân công nếu như đi ngân hà nói lão minh nơi này nhưng thật ra có một kiện đồ vật đối với ngươi mà nói hẳn là hữu dụng ăn cơm thời điểm Minh Huyền Chí lấy ra một kiện vật phẩm, đưa cho hắn. Vật phẩm là một cây cành liễu, cành liễu thượng ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Ân. Đây là. Vương Tiên kinh ngạc nhìn này căn cành liễu, căn cứ mặt trên năng lượng, này hẳn là vũ trụ tôn giả trên người bảo vật. Đây là liễu thần tôn giả một cây cành, cầm này căn cành, có thể gia nhập liễu thần đạo tràng, trở thành liễu thần đạo tràng một người học sinh. Minh Huyền Chí nhìn này căn cành, ánh mắt lập lòe nói. Liễu thần đạo tràng. Vương Tiên nhướng nhướng mày. Không sai, Long Vương chuẩn bị đi trước Ngân Hà, hẳn là đối với nơi đó thế lực có một ít hiểu biết, đây là Liễu Thần Tôn giả một cây cành, là ta cơ duyên đoạt được." Minh Huyền chí thật mạnh nói. "Này một cây cành, ở Ngân Hà giá trị phi thường cao." Tấu chương xong. Chương 3043, Á Long thượng. "Phụ thân, ngài vì cái gì đem như thế trân quý Liễu Thần Tôn giả cành đưa cho hắn, như thế cành, có thể ở Ngân Hà nơi đó đổi một kiện thần đế đỉnh vũ khí?" Thiên Minh tộc một viên trên tinh cầu, Thiên Minh tộc tộc trưởng nhìn rời đi thân ảnh hướng tới bên cạnh phụ thân hỏi. Một là vì báo ân, nhị là vì đầu tư, Long Cung lúc trước đem ta từ nơi đó phong tỏa nơi đem ta cứu ra, có thể nhìn ra bọn họ bất phàm, nếu như ta không có đoán sai nói, hiện tại Long Cung căn cứ nơi, ở mặt nhà Hán Di chỉ trung tâm trên đại lục. Lấy Long Cung phát triển tốc độ, khó mà nói, khó mà nói. Minh Huyền Chí nhìn dần dần biến mất thân ảnh, hơi hơi lắc lắc đầu. Sương đỏ tộc thực lực không yếu, cổ lai hy tộc cùng não linh tộc nội tình cũng không kém, bất quá có chúng ta trợ giúp Long Cung nói, cũng có thể đủ giúp bọn hắn ngăn cản trụ thiên minh tộc tộc trưởng chậm rãi nói liễu thần tôn giả cành liễu thần đạo tràng cùng lúc đó ở vào trong hư không vương tiên nhanh chóng phi hành nhìn trong tay cành trong mắt lập lòe ánh sáng ngân hà nơi đó các đại chủng tộc san sát vũ trụ sơ cấp chủng tộc cũng có mười mấy trừ bỏ các chủng tộc còn có một ít tán tu mà ở này tán tu bên trong nhất trứ danh đó là liễu thần tôn giả liễu thần tôn giả cũng không phải nhân loại mà là một viên đại cây liễu căn cứ vương tiên từ vũ trụ trí não thượng được đến tin tức liễu thần tôn giả bản thể là một cái tồn tại đã lâu cường giả nàng nguyên bản là ngân hà trung một viên cây liễu sau tu luyện được đến đi bước một trở thành vũ trụ tôn giả chi cảnh hơn nữa thực lực của nàng ở ngân hà trung không nói vô địch bất luận cái gì vũ trụ sơ cấp chủng tộc đều phải lễ nhượng ba phần có người nói nàng là ngân hà trung sống được dài lâu sinh linh hiện giờ nàng cắm rễ ở ngân hà bên cạnh thành lập một cái đạo tràng liễu thần tôn giả thâm chịu kính trọng nàng không tham dự bất luận cái gì phân tranh, không tiến hành bất luận cái gì giết chóc. Thành lập đạo tràng, cũng không có bất luận cái gì lập trường. Không thu đồ, chỉ thụ giáo. Hơn nữa, muốn tiến vào liễu thần đạo giữa sân, không chỉ có yêu cầu thiên tư, còn phải có một cái quan trọng khảo hạch, tâm tính. Tâm tính không tốt bất lương giả, gia nhập không được liễu thần đạo tràng. Vương tiên trong tay liễu thần tôn giả cành, có thể làm hắn không tham gia mặt khác khảo hạch, chỉ cần cầm cành tiến vào đạo tràng nội, trách nhiệm quá tâm tính lúc sau, liền có thể lập tức tiến vào đạo tràng nội học tập. Đạo tràng nội có được Liễu Thần Tôn giả đã từng đạt được bảo vật, có được Liễu Thần Tôn giả ngưng tụ thần dịch. Này đối với tu luyện giả tới nói, là thật lớn vô cùng bảo tàng. Gia nhập Liễu Thần đạo tràng có hai loại chỗ tốt, một là tu luyện, cho dù là vũ trụ sơ cấp chủng tộc động thiên phúc địa đều cùng Liễu Thần đạo tràng kém cực đại cực đại. Trước cuộc Liễu Thần đạo giữa sân chỉ có thượng vạn người, một cái vũ trụ tôn giả chế tạo đạo tràng, thụ giáo thượng vạn tên học sinh, có thể nghĩ đối với tu luyện chỗ tốt có bao nhiêu đại cái thứ hai chỗ tốt đó là che chở ở liễu thần đạo giữa sân không có người dám ở chỗ này giết người cho dù là người giết ngân hà một cái đại nhân vật người trốn đến liễu thần đạo giữa sân cũng không có người dám giết qua đi bất quá ra liễu thần đạo tràng vậy sinh tử có mệnh phú quý ở thiên ra liễu thần đạo tràng hai cái đạo tràng nội đệ tử chém giết liễu thần tôn giả đều sẽ không để ý tới đương nhiên loại này khả năng tính đều phi thường tiểu có thể tiến vào đạo tràng nội tâm tính đều không kém này liễu thần đạo tràng nhưng thật ra một cái hảo địa phương a vương tiên hồi ức một đám tư liệu trong mắt lập lòe ánh sáng một người cường giả đơn thuần thành lập một cái đạo tràng không cầu bất cứ thứ gì như vậy cường giả rất ít rất ít bất quá tưởng tượng tưởng nàng bản thân là một cây cây liễu kia cũng có thể đủ nói được qua đi thực lực cường đại thực vật tính sinh linh giống nhau sát phạt đều không phải thực trọng tới đó gia nhập liễu thần đạo giữa sân trong lòng có một cái ý tưởng vương tiên lập tức nhanh hơn tốc độ nhanh chóng ở trên hư không trung lập lòe, vô thủy thánh cánh triển khai, lấy hắn tốc độ muốn gần 2 năm thời gian. Phải biết rằng, hắn lấy vô thủy thánh cánh tốc độ cao nhất phi hành, chính là có thể có thể so với thần đế đỉnh. Có thể nghĩ khoảng cách có bao xa. Ám liệt nhưng thật ra so với hắn tốc độ mau thượng rất nhiều rất nhiều, nhưng hắn không có làm ám liệt mang chính mình qua đi. Ở trong vũ trụ phi hành, cũng là một loại rèn luyện. Tốc độ cao nhất phi hành, từng viên sao trời thiên thạch từ chính mình bên cạnh bay ngược đi ra ngoài có chút sao trời có được khủng bố dẫn lực, có sao trời có được cường đại bài xích lực. Còn có sao trời tản ra khủng bố cực nóng cùng cực hàng. Phi hành hơn một tháng, Vương Tiên thậm chí gặp được có sao trời có thể uy hiếp đến hắn. Vũ trụ trung tâm hư không, đủ loại. Liên tục phi hành, ba tháng sau, hắn gặp một cái khủng bố sao trời cự thú. Chân chính sao trời cự thú, bất quá gần nhìn thoáng qua, kia viên sao trời cự thú liền nháy mắt biến mất. Vũ trụ tôn giả cấp bậc sao trời cự thú. Nhìn kia biến mất thân ảnh, Vương Tiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt cũng tràn ngập kiên kỵ. Tiếp tục phi hành, trung gian cũng gặp được quá không ít văn minh tinh cầu. Phía trước vị trí có tinh cầu truyền tống trận, lệ thuộc với một cái lĩnh vực cấp chủng tộc, có thể tiết kiệm đã hơn một năm phi hành thời gian. Lại lần nữa phi hành hơn 10 ngày, Vương Tiên nhìn đến vũ trụ trí não thượng một ít tư liệu, thầm nghĩ trong lòng. Thực mau một viên tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn dừng ở trên tinh cầu, giao nộp một ít thần thạch, trực tiếp tiến hành truyền tống. Truyền tống đến một cái đại lục lúc sau, hắn nhìn nhìn vũ trụ trí não thượng biểu hiện khoảng cách, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Nhiều nhất hai tháng, hẳn là là có thể đủ đạt tới. Thân hình vừa động, vương tiên lập tức hướng tới trong hư không bay đi. Thời gian từng ngày quá khứ, vũ trụ trung kỳ quan vương tiên cũng gặp không ít. Thậm chí còn đụng phải mấy cái hắc động, đến nỗi hắc động một chỗ khác là nơi nào, vương tiên không biết, hắn cũng không dám nếm thử. ầm 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 đương hắn từ Long Cung rời đi 7 tháng thời điểm, khoảng cách Ngân Hà cũng tương đối gần thời điểm, từng tiếng nổ vang đột nhiên từ phía trước trong hư không truyền đến. Mau mau, bắt lấy nàng, không thể đủ làm nàng chạy thoát. Ha ha ha, muốn trốn, si tâm vọng tưởng. Một đám thanh âm từ phía trước vị trí truyền đến. Theo sát, Vương Tiên liền nhìn đến một con hình thể 3 mét lớn nhỏ như lộc sinh vật, nàng toàn thân dòng nước chuyển động, có được thần đế lục giai thực lực. Giờ phút này nàng bụng, có một cái thật dài miệng vết thương, mặt trên máu tươi không ngừng chảy ra. Nàng hai mắt hoảng loạn nhìn quét chung quanh, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng ở nàng đỉnh đầu còn có một cái màu đen giam cầm vòng hiển nhiên đã đem nàng tỏa định phía sau mấy chục danh thần đế cường giả đầy mặt hưng phấn mà nhìn chầm chằm nàng trống một tiếng lược hiện thanh thúy than nhẹ từ nàng trong miệng phát ra đây là vương tiên từ cái này như lộc sinh vật trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở đó là đến từ huyết mạch quen thuộc hơi thở thần long huyết mạch á long vương tiên trong mắt lập loè ánh sáng trống trống lúc này phía trước cái kia á long cũng thấy được phía trước vương tiên nàng trong mắt tràn ngập hoảng loạn sợ hãi tấu chương xong chương ba nghìn không trăm bốn mươi bốn á long hạ phía trước người né tránh chúng ta cửu kiếm làm việc tốt nhất không cần nhúng tay lạnh băng tiếng quát truyền đến trong hư không đuổi giết kia chỉ á long một đám người nhìn đến vương tiên thân ảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại lập tức lớn tiếng cảnh cáo nói trống trống cứu cứu ta khi chỉ phần đầu như lộc á long đầy mặt sợ hãi hướng tới vương tiên hô phía trước nhân loại kia là hắn cuối cùng cứu mạng rơm rạ nàng cũng không thể đủ xác định đối phương là người tốt hay là người xấu hay không cũng muốn trảo nàng cửu kiếm vương tiên nghe được đối diện tiếng quát nghe được kia chỉ á long cầu xin hơi hơi nhíu mày lại đây cánh tay hắn vung lên một cổ năng lượng lôi kéo lệnh kia chỉ á long tốc độ đột nhiên nhanh hơn bị lôi kéo lại đây á long hơi kinh hãi có chút kiếp đảm nhìn bên cạnh vương tiên tìm chết lập tức đem kia chỉ mi long lộc giao cho chúng ta nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn đến vương tiên nhúng tay, cửu kiếm một chúng ba mươi mấy người sắc mặt hơi đổi, cầm đầu lão giả lạnh giọng quát. Hiện tại nàng thuộc về của ta. Vương tiên ánh mắt đảo qua bọn họ một đám người, nhàn nhạt nói. Vèo vèo vèo. Một hàng ba mươi lăm người nghe được hắn nói, sắc mặt hơi đổi, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đem vương tiên vây quanh. Vị này huynh đệ, chúng ta chính là ngân hà cửu kiếm chủng tộc đệ tử, chúng ta đuổi giết này chỉ mi long lộc thật lâu, ngươi nếu là nhúng tay nói, chính là cùng chúng ta ngân hà cửu kiếm chủng tộc là địch. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, vì một mi long lộc, hay không đáng giá. Cầm đầu lão giả cao mày, đầy mặt âm trầm hướng tới vương tiên nói. Cứu cứu ta, bọn họ muốn đem ta chọc tới đương tọa kỵ, đương chiến sủng, cứu cứu ta. Ở lão giả nói chuyện thời điểm, một bên mi long lộc đầy mặt cầu xin nói. Ở trong vũ trụ, yêu tộc cũng thuộc về trí tuệ sinh linh, nàng lại không phải hoang thú, các ngươi như vậy trực tiếp bắt giữ, có chút không hảo đi. Vương Tiên nhìn thoáng qua bên cạnh Mi Long Lộc, cao mày hướng tới cửu kiếm chủng tộc một đám người nói. Nói như vậy, ngươi muốn cùng chúng ta cửu kiếm là địch. Nghe được Vương Tiên nói, cửu kiếm chủng tộc 35 người ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trong tay trường kiếm, tràn ngập lạnh lạnh. Đây là có được thần long huyết mạch hiện giờ tình cảnh sao? Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua bọn họ hơn 30 người. Động thủ. Lúc này, đối diện hơn 30 người cũng không hàm hồ, thân hình vừa động, bay thẳng đến Vương Tiên vây công mà đến. 35 người, trong đó thần đế bác giai cường giả đạt tới năm tên chết đi lòng mắt khóa bát hoang vương tiên nhìn đến bọn họ công kích mà đến trong mắt cũng là lộ ra sát khí xôn xao oanh phát tắc thần thông nháy mắt thi triển khắp thiên địa biến ảo từng đạo long ảnh lôi kéo xiền xích nháy mắt xuất hiện ở bọn họ chung quanh đưa bọn họ nháy mắt phong tỏa cái gì không tốt thực lực của hắn rất mạnh chúng ta không phải đối thủ trốn 35 người cảm ứng được Vương Tiên nháy mắt bùng nổ khủng bố thực lực, sắc mặt cuồng biến. Muốn đào tẩu? Bất quá, Vương Tiên cũng sẽ không làm cho bọn họ đào tẩu, một khi đào tẩu, chính mình khả năng liền có phiền toái. Chết đi. Không không không. Dừng tay, ngươi nếu giết chúng ta, chúng ta cửu kiếm sẽ không bỏ qua ngươi. Sợ hãi thanh âm vang lên, Vương Tiên ánh mắt không có chút nào dao động. Từng đạo xuyên xích nháy mắt xuyên thấu bọn họ thân hình, ở hắn pháp tắc thần thông dưới, 35 người không có chút nào chống cự chi lực cho dù là thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Đây là Một bên mi long lộc nhìn đến vương tiên công kích, trừng lớn đôi mắt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Xôn sao Long mắt xiền xích lôi kéo từng khối thi thể lại đây, vương tiên cánh tay vung lên, đem này đó thi thể trực tiếp để vào thần quốc long cung nội. Này đó thi thể, có thể trực tiếp hóa thành long cung tài nguyên. Ngươi ngươi có được thần long huyết mạch. Một bên vị trí, mi long lộc trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm vương tiên, khiếp sợ hỏi. Oanh! Vương tiên nhìn nàng, khí thế hơi hơi chấn động, một cổ long uy hướng tới nàng bao trùm mà đi. Chạm vào. Cảm thụ được này cổ long uy, mi long lộc thân hình run rẩy, trực tiếp ghé vào trong hư không, có chút rung bần bật. Bất quá, nàng ánh mắt lộ ra kích động mà thần sắc. Hảo thuần khiết long uy, hảo cường đại thần long hơi thở. Hiện tại á long, đều thảm như vậy sao? Vương tiên nhìn trên người hắn thương thế, cánh tay vung lên, từng dọc sinh cơ dịch dừng ở nàng trên người trên người nàng thương thế lấy một loại khủng bố tốc độ khôi phục giả. Đa tạ đa tạ đại nhân. Mi Long Lộc đầy mặt cảm kích cảm tạ nói. Chạm vào. Phất tay đem nàng đỉnh đầu giam cầm vòng nghiền nát, Vương Tiên đánh giá nàng, trên người của ngươi thần long huyết mạch phi thường loãng. Đại nhân, chúng ta Mi Long Lộc nhất tộc vốn là không thuộc về thần long một mạch, trong tình huống bình thường liền á long đều bài không thượng, nhưng ta ngoài ý muốn huyết mạch phản tổ, có được một tia thần long huyết mạch. Ta thần long huyết mạch bị phát hiện lúc sau, lập tức liền có nhân loại muốn đem ta bắt đi, thậm chí bọn họ còn giết cha mẹ ta cùng với tộc nhân khác. Mi Long Lộc trong mắt tràn ngập nước mắt, đầy mặt bi ai nói. Đại nhân, ta có thể từ ngươi trên người cảm ứng được thần Long huyết mạch, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít, thực lực của bọn họ rất mạnh. Đuổi giết cửu kiếm chủng tộc, bọn họ chính là vũ trụ sơ cấp chủng tộc, có được vũ trụ tôn giả cường đại tồn tại. Mi Long Lộc hướng tới hắn tiếp tục nói. Ân, ừ, ngươi không có tộc nhân nói liền đi theo ta đi. Vương Tiên hướng tới nàng nói cảm ơn đại nhân, cảm ơn ân nhân. Mi Long Lộc chần chờ một chút, lập tức đáp. Ngay sau đó, nàng thân hình hơi hơi vừa động, hóa thành hình người, đỉnh đầu có được một đôi sừng hưu. Thân cao một M6 tả hữu, hoặc nhìn nhu nhu nhược nhược, đôi mắt đỏ bừng. Huyết mạch chi lực không hiểu đến che giấu sao. Cũng là, sẽ che giấu nói cũng sẽ không bị đuổi chết. Vương Tiên nhìn nàng, đầy mặt mỉm cười hỏi, theo sau chính mình lại lắc lắc đầu, ngón tay một chút, một đạo quang mang rơi vào nàng trong đầu đây là che giấu huyết mạch phương pháp trừ phi ngươi hóa thành bản thể hình thái chiến đấu nếu không cảm ứng không ra ngươi á long huyết mạch vương tiên hướng tới nàng nói cảm ơn cảm ơn đại nhân mi long lộc cúi đầu vội vàng lại lần nữa cảm tạ nói hảo không cần cảm tạ ngươi có được thần long huyết mạch chúng ta cũng coi như là người một nhà ngươi kêu gì vương tiên hướng tới nàng vẫy vẫy tay vô thủy thánh cánh kích động một cổ năng lượng đem nàng bao vây tiếp tục hướng tới phía trước phi hành ân nhân ta kêu mi tâm lộc mi tâm lộc cảm ứng chung quanh tốc độ hơi hơi trừng lớn đôi mắt vội vàng mở miệng nói ngân hà bên này á long nhiều sao cảnh ngộ đều thảm như vậy sao vương tiên hướng tới nàng tiếp tục hỏi vừa mới đi vào ngân hà bên này liền gặp một cái gặp đuổi giết á long này lệnh vương tiên khẽ nhíu mày mi tâm lộc đã thuộc về vũ trụ trí tuệ sinh vật nàng cũng không phải là hoang thú nhưng mà ngay cả như vậy như cũ bị lọc vào không kiên nể gì đuổi giết đuổi bắt có được thần long huyết mạch á long xem ra có chút không hảo quá Tấu chương xong Chương 3045, Á Long tình cảnh, cuồng cuộn Ngân Hà Ân nhân, hiện giờ vũ trụ trung, bởi vì thuần chủng thần long huyết mạch diệt vong, Á Long nhật tử cũng không tốt quá, rất nhiều người đều muốn làm long kỵ sĩ, muốn có được một con thần long huyết mạch chiến sủng. Trừ bỏ hiện giờ tương đối cường đại chính long thần chủng tộc ở ngoài, còn lại Á Long đều gặp đến bắt giết. Ngân Hà bên này Á Long cũng không phải rất nhiều mấy năm trước có một cái tương đối cường á long lĩnh vực cấp chủng tộc gọi là tiên nữ long chủng tộc bọn họ ở tại ngân hà nội có được thần long một tia huyết mạch số lượng cũng tương đối nhiều lúc ấy gặp đến không ít cường đại chủng tộc săn giết sau lại tiên nữ long một tộc xuất hiện một con cường đại thổ thần long cái kia thổ thần long nghe nói là chân chính thần long hắn có được sông cuộn biển gầm thực lực trợ giúp tiên nữ long một tộc ngăn cản một chúng chủng tộc bất quá kia thổ thần long cùng tiên nữ long một tộc thực lực như cũ không phải ngân hà các đại chủng tộc đối thủ hiện tại không biết bọn họ trốn tránh ở địa phương nào mi tâm lộc hướng tới vương tiên giới thiệu hiện giờ ngân hà nội về á long một ít tình huống tiên nữ long thổ thần long vương tiên nghe được nàng lời nói hơi hơi nhíu nhíu mày thổ thần long hình tượng ngươi biết sao vương tiên hướng tới hắn hỏi không biết bất quá tục truyền này chỉ thổ thần long ngoại hình cùng trong truyền thuyết thần long giống nhau như đúc mi tâm lộc lắc lắc đầu giống nhau như đúc sẽ là thổ long thiên tử sao Linh Tú sẽ ở bên này sao? Vương Tiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Thời gian quá thật sự mau, Vương Tiên tốc độ cũng phi thường khủng bố, hai ngày sau, bọn họ tới ngân hà mảnh đất giác tranh. Ánh mắt nhìn phía trước cuồn cuộn vô cùng thế giới, hắn ánh mắt lộ ra chấn động thần sắc. Ở phía trước vị trí, có một cái cuồn cuộn vô cùng hải dương. Hải dương phía dưới hư không là màu đen, nơi đó bị xưng là vô linh khu vực, tục truyền, cho dù là vũ trụ tôn giả, tiến vào này vô linh khu vực, cũng sẽ nháy mắt tử vong này cuồng cuộn vô cùng hải dương đó là ngân hà một cái đối với rất nhiều người tới nói đều là vô biên vô hạn ngân hà ngân hà chiều dài không có ghi lại vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả phi hành mấy trăm năm mới có thể đủ từ một đầu tới một khắc đầu đến nỗi ngân hà diện tích có bao nhiêu đại càng không được biết rồi ở ngân hà nội sinh tồn đếm không hết thủy tộc sinh vật ẩn nấp vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại ân công đây là ngân hà bên cạnh bên này khu vực chính là cửu kiếm chủng tộc lĩnh vực chúng ta phải cẩn thận một ít mi tâm lộc nhìn phía trước đầy mặt sợ hãi nói kêu ta vương tiên là được bọn họ không biết ngươi hình người bộ dáng đi vương tiên gật gật đầu hướng tới nàng hỏi không biết mi tâm lộc lắc lắc đầu vậy hành chúng ta đi chúng ta muốn thông qua nơi này truyền tống trận đi liễu thần đạo tràng bên kia vương tiên nói hướng tới ngân hà tới gần ở một ít trên tinh cầu đại lục là liên tiếp hải dương mà nơi này hoàn toàn bất đồng nơi này là tinh cầu tới gần hải dương là cả cái đại lục bản khối tới gần hải dương khi từng viên nhân loại cư trú sao trời ở ngân hà trước mặt hoặc nhìn nhỏ bé vô cùng vương tiên mang theo mi tâm lộc đi vào một viên trên tinh cầu vương tiên bọn họ đã đến cũng không có khiến cho người chú ý bọn họ cử truyền tống trận lập tức hướng tới liễu thần đạo tràng phương hướng truyền tống mà đi liễu thần đạo tràng ở vào ngân hà một bên trung tâm vị trí thâm nhập ngân hà nội mười mấy năm ánh sáng một cái trên đảo nhỏ thật nhiều người hảo phồn hoa đương vương tiên bọn họ truyền tống đến tới gần ngân hà trung ương vị trí thời điểm đứng ở bên cạnh một cái đại lục bản khối thượng, hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn bên phải vị trí. Nơi đó, là mênh mông vô bờ ngân hà chi hải. Ở trên mặt biển, có từng chiếc thuyền. Đặc thù tài chất thuyền buồn, có được cường đại công nghệ cao thuyền. Còn có từng chiếc thoạt nhìn xa hoa vô cùng du thuyền. Cũng có một ít kỳ kỳ quái quái hàng hải thần khí. Người chung quanh rất nhiều rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại chung quanh mấy trăm triệu km phạm vi, ít nhất có hơn một tỷ người. Toàn bộ đều là vũ trụ tu sĩ trong đó thần đế cấp bậc tồn tại cũng có không ít, thần vương ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Bất quá vương tiên cũng phát hiện, ở chung quanh, thần đế bát giai cửu giai số lượng cũng không phải rất nhiều. Thực lực của hắn, đặt ở nơi này cũng là thuộc về tương đối đứng đầu. Đi, chúng ta đi liễu thần đạo tràng. Vương tiên nhìn này tráng lệ hải dương, tâm tình cũng là rất tốt, hướng tới ni tâm lộc nói. Vương đại ca ngươi muốn đi liễu thần đạo tràng. Không phải liễu thần đạo tràng đệ tử là tiến vào không được bên trong. Mi tâm lộc hướng tới hắn nói yên tâm đi, ta đây liền đi gia nhập liễu thần đạo tràng. Vương Tiên cười cười, mang theo nàng thân hình vừa động, bay thẳng đến phía trước bay đi. Dừng ở mặt biển thượng, hắn có một loại long du biển rộng cảm giác. Nước biển thúc đẩy thân hình hắn, hướng tới phía trước lấy một loại khủng bố tốc độ bay đi. Hắn khủng bố tốc độ, khiến cho chung quanh một ít người ghé mắt, ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc. Ngân hà bên này, vũ trụ sơ cấp chủng tộc có mười mấy, lĩnh vực cấp chủng tộc có mấy trăm cái. Vương Tiên thực lực, đặt ở lĩnh vực cấp chủng tộc trung, cũng là trấn tộc tồn tại. Hắn ở chỗ này, cũng là cường giả. Bất quá hắn loại thực lực này, vẫn là không có tư cách ở ngân hà kiêu ngạo. Đạp lên trên mặt nước, nhanh chóng vượt qua đủ loại thuyền, vương tiên cũng là tò mò đánh giá chung quanh. Có thuyền cũng không đơn giản, có thể chống lại thần đế năm sáu giai cường giả. Cũng có thuyền mặt trên có được cường đại trận pháp, phỏng chừng trận pháp một khi mở ra, thần đế cửu giai thậm chí đỉnh công kích đều có thể đủ ngăn cản trụ. Bất quá loại này thuyền số lượng tương đối tiểu vẫn luôn hướng tới phía trước phi hành nửa giờ, chung quanh thuyền số lượng như cũ có không ít. Vương Tiên thậm chí nhìn đến một ít người ở trong biển thả câu, này làm hắn tò mò vô cùng. Vương đại ca, thả câu giả ở Ngân Hà nơi này cũng không hiếm thấy, tương phản thả câu giả rất nhiều, một ít thần đế trung đỉnh cấp cường giả đều tiến hành thả câu đâu, thả câu thời điểm có thể tăng lên lực khống chế, còn không chậm trễ tu luyện. Mặt khác, còn có thể đủ thả câu đến Ngân Hà nội trong nước hoang thú, lấy tốt mồi đều có thể đủ câu đến phi thường cường đại trong nước hoang thú, đương nhiên tiền đề là ngươi có thực lực này đem chi câu đi lên mi tâm lộc ở một bên nhìn đến vương tiên tò mò bộ dáng giải thích nói phải không ta đây cần phải hảo hảo mà hiểu biết một chút vương tiên hơi hơi nhướng nhướng mày ân ân ta cũng là nghe nói bất quá ta nhưng thật ra ở vũ trụ trí não thượng nhìn đến có vũ trụ tôn giả thả câu video mi tâm lộc gật gật đầu nói vũ trụ tôn giả thả câu vương tiên trong lòng càng thêm tò mò xem ra cái này thả câu cùng chính mình trong tưởng tượng thả câu hoàn toàn bất đồng Tới rồi vương đại ca, phía trước chính là Liễu thần đạo tràng, Liễu thần tôn giả là ngân hà sâu nhất người tôn kính cường giả. Đáng tiếc, muốn gia nhập Liễu thần đạo tràng phi thường khó khăn, toàn bộ ngân hà lớn như vậy, chỉ có một vạn nhiều người tiến vào đạo tràng nội. Mi Tâm Lộc chỉ vào phía trước, trong mắt tràn ngập hướng tới. Hiển nhiên, Liễu thần đạo tràng đại danh, nàng cũng nghe nói qua. Tấu chương xong. Chương 3046, Liễu thần đạo tràng. Một tòa đảo nhỏ, có thể nói là một tòa tiên đảo đảo nhỏ cũng không phải rất lớn, nhiều nhất hơn 1.000 km phạm vi. Hơn 1.000 km đối với cường giả tới nói thực đoạn thực đoạn. Toàn bộ đảo nhỏ bị tươi tốt vô cùng cành che đậy, trên đảo nhỏ không rất xa nhìn lại tản ra màu trắng tiên chứa chi khí. Từ bên ngoài, nhìn không tới đảo nhỏ nội tình huống. Này đó là liễu thần đạo tràng, một cái thoạt nhìn có chút bình phàm địa phương. Nhưng nơi này, lại là đông đảo tu luyện giả thánh địa. Liễu thần đạo tràng, mỗi một ngàn năm tuyển nhận một lần đệ tử, nhưng có thể bước vào nơi này, ít ỏi không có mấy. Một ngàn năm đều không nhất định có một cái. Nghe nói, những cái đó cành là liễu thần tôn giả thân thể một bộ phận, không biết là thật là giả. Mi tâm lộc nhìn phía trước trên đảo nhỏ cành, mở miệng nói. Chúng ta qua đi. Vương tiên thân hình vừa động, lập tức hướng tới liễu thần đạo tràng phương hướng bay đi. Vương đại ca, khoảng cách liễu thần tôn giả một ngàn năm một lần thảo hạch giống như còn có một năm thời gian, chúng ta hiện tại đã đến có phải hay không có chút sớm. Hơn nữa chúng ta hiện tại không phải liễu thần đạo tràng đệ tử, là vào không được bên trong mi tâm lộc nhìn đến hắn tiếp tục hướng tới phía trước bay đi nhắc nhở nói ta biết ta có một kiện đồ vật có thể trực tiếp tiến vào bên trong vương tiên lắc lắc đầu tiếp tục hướng tới liễu thần đạo tràng tới gần vèo đương hắn khoảng cách liễu thần đạo tràng chỉ có thượng trăm km thời điểm một cây thật dài cành ẩn chứa khủng bố uy thế thẳng chỉ vào hắn một khi hắn lại lần nữa tiến vào khả năng này căng cành liền sẽ khởi xướng công kích hảo cường uy thế cảm thụ được kia một cây cành thượng truyền đến khủng bố lực lượng, vương tiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Này một cây cành, có thể đem hắn trực tiếp diệt sát. Phải biết rằng, thần đế đỉnh cường giả đều giết không được hắn. Hiện tại này một cây cành, liền cho hắn tử vong uy hiếp. Không hổ là ngân hà tuyệt đỉnh cường giả. Vương tiên thầm nghĩ trong lòng, cánh tay vung lên, Minh Huyền Chí đưa cho chính mình cành lập tức lấy ra tới. Cành tản ra oánh oánh ánh sáng, cùng phía trước cái kia cành hơi thở giống nhau. Liễu tâm điều có được Liễu Tâm điều giả, thí nghiệm quá tâm tính lúc sau, có thể trực tiếp tiến vào Liễu thần đạo tràng. Một thanh âm trống rỗng vang lên, theo sát phía trước cành hướng tới bên này thăm lại đây. Cành thổi quét, đem Liễu Tâm điều liên tiếp ở bên nhau. Ông. Cùng lúc đó, một cổ tràng ngập sinh cơ năng lượng rơi vào Vương Tiên phần đầu. Cảm thụ được luồng năng lượng này không có thương tổn, Vương Tiên cũng không có chống cự. Khảo hạch thông qua, báo thượng danh hào. Năng lượng thực mau biến mất, cái kia cành thượng lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Này lệnh Vương Tiên cảm thấy một tia kinh dị, này khảo hạch quá nhanh. Bái kiến Liễu Thần tôn giả, học sinh Vương Tiên. Vương Tiên chắp tay, bái nói: Tiến vào Liễu Thần đạo tràng giả, cùng ta không có bất luận cái gì thầy trò chi phân, ngươi khí vận như thế, cẩn tuân Liễu Thần đạo tràng quy củ liền có thể. Cành hướng tới hắn nói. Là. Vương Tiên gật gật đầu. Quả nhiên, cùng vũ trụ trí não thượng nói giống nhau, tiến vào Liễu Thần đạo tràng, cùng Liễu Thần tôn giả cũng không bất luận cái gì quan hệ liễu thần tôn giả sẽ không ở địa phương khác che chở ngươi, cũng sẽ không thu đồ đệ. Trí não thượng rất nhiều người đều đoán không ra nguyên nhân, đoán không ra liễu thần tôn giả vì sao như thế. Khả năng, chính là đơn thuần đào tạo một ít cường giả. Ta đến mang ngươi tiến vào liễu thần đạo giữa sân, ngươi bên cạnh tiểu cô nương cấm tiến vào đạo tràng bên trong, chỉ có thể đủ ngốc tại bên ngoài. Khi căn cành nói, trực tiếp biến đại, đi vào vương tiên dưới thân, kéo hắn hướng tới bên trong bay đi. Mà mi tâm lộc, còn lại là trực tiếp bị hắn đưa đến liễu thần đạo tràng trên đảo nhỏ này mi tâm lộc nhìn đến vương tiên trực tiếp trở thành liễu thần đạo tràng đệ tử ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc theo sát trên mặt nàng tràn ngập vui sướng trở thành liễu thần đạo tràng đệ tử liền sẽ đã chịu liễu thần đạo tràng che chở vô luận gặp được cái gì nguy hiểm chỉ cần trốn ở chỗ này liền tuyệt đối không có việc gì mà mỗi một cái liễu thần đạo tràng đệ tử đều có thể đủ mang năm cái đạo đồng đạo đồng tuy rằng không thể đủ tiến vào trung tâm nhưng là lại có thể ở tại bên ngoài bên ngoài cũng là chịu liễu thần đạo tràng che chở cho dù là nàng ở chỗ này triển lộ chân thân cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm đương nhiên ra nơi này liền không nhất định tiến vào ta liễu thần đạo tràng mọi người đều có thể đạt được một kiện bảo vật ngươi trước mặt có tam kiện bảo vật có thể lựa chọn một kiện cành mang theo vương tiên hướng tới đảo nhỏ trung ương bay đi mà lúc này cành mở miệng nói ở hắn trước người huyền phù tam kiện bảo vật một cái là một mảnh lá cây lá cây thượng ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng cái thứ hai là một giọt trong suốt chất lỏng, chất lỏng nội ẩn chứa một cổ cường đại sinh cơ cùng năng lượng. Cái thứ ba là một cái một mét tả hữu cành, cành đồng dạng ẩn chứa cường đại năng lượng, bất quá cái này cành, càng như là tài chất. Lá rụng đường về, này lá liễu có thể phá vỡ vũ trụ tôn giả dưới bất luận cái gì giam cầm, lệnh ngươi nháy mắt trở lại liễu thần đạo tràng. Lưu tâm dịch, có thể cường hóa thần quốc, tăng cường sinh mệnh khôi phục lực. Ta một đoạn cành, nhưng chế tạo thành thả câu chi can, phi vũ trụ tôn giả cấp bậc phá hư không được. Theo sát, cành hướng tới hắn giới thiệu tam kiện vật phẩm. Vương Tiên nghe được giới thiệu, trong mắt lập lòe ánh sáng. Này liễu thần đạo tràng liễu thần tôn giả thật đúng là hào phóng A. À. Đệ nhất kiện bảo mệnh chí bảo, cái thứ hai có thể tăng lên thực lực, hoặc nhìn liền đệ tam kiện khả năng tác dụng không lớn, chỉ là một cái cường đại tài liệu. Bất quá vương tiên ánh mắt lại dừng ở kia một đoạn cành thường. Lá rụng đường về đối hắn hoàn toàn vô dụng, lưu tâm dịch có thể gia tăng long khí, bất quá này lưu tâm dịch giá trị nhiều nhất so sánh một gốc cây thần đế đỉnh thần thảo ngược lại là này một đoạn cành làm hắn thực cảm thấy hứng thú đặc biệt là ở biết được thả câu lúc sau ta lựa chọn này một đoạn cành vương tiên lập tức mở miệng nói vèo mặt khác hai chân bảo vật biến mất chỉ để lại một đoạn cành đa tài liễu thần tôn giả ban bảo vương tiên chắp tay lập tức đem kia một đoạn cành thu hồi tới xôn xao lúc này hắn đi vào một mảnh cành liễu che đậy trên không đương hắn đã đến thời điểm phía dưới cành liễu tự động tản ra tại hạ phương có một đám cành liễu ngưng tụ phòng ốc. Liễu thần đạo tràng tân tăng một người thành viên, vương tiên. Cành thượng thanh âm hướng tới phía dưới truyền đi, kia một ít phòng nội sôi nổi đi ra một ít người, trên mặt lộ ra kinh ngạc tò mò thần sắc. Một ngàn năm một lần thảo hạch không phải còn không có bắt đầu sao? Như thế nào có người vào được? Cái nào chủng tộc? Là nhân loại vẫn là mặt khác sinh linh. Phòng ốc nội, một người danh thanh niên trung niên bộ dáng đi ra, đầy mặt tò mò hướng tới trên không nhìn lại. Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, cảm ứng được đại bộ phận người thực lực. Từ thần đế nhất giai đến thần đế cửu giai đều có. Ước chừng có 3.000 nhiều, có nhân loại, cũng có chủng tộc khác sinh linh, bọn họ chỉ là tạm thời biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Bọn họ tò mò nhìn Vương Tiên, Vương Tiên đồng dạng cũng tò mò đánh giá bọn họ. Bái kiến chư vị. Vương Tiên chấp tay, cảm ứng được dưới thân cành biến mất, lập tức hướng tới phía dưới bay đi. Tấu chương xong. Chương 3047, Liễu Thần Đạo Tràng Tiểu Đoàn Thể Thượng vương tiên sư đệ ngươi hảo. Ha ha, tới tân nhân, vương tiên sư đệ, hiện tại không phải khảo hạch trong lúc, ngươi như thế nào gia nhập liễu thần đạo tràng. Liễu thần đạo giữa sân, vài tên thanh niên trung niên nhìn về phía trước vương tiên, đầy mặt mỉm cười đi qua đi, hô. Hai gã trung niên, ba gã thanh niên. Vương tiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra mỉm cười chi sắc. Ngẫu nhiên chi gian đạt được một cái liễu tâm điều, cho nên liền trực tiếp gia nhập liễu thần đạo tràng. Hắn khách sáo nói. Liễu tâm điều, không nghĩ tới vương tiên sư đệ thế nhưng có như vậy cơ duyên không biết sư đệ đến từ cái nào thế lực một người tay cầm quạt xếp lưu có tóc dài trung niên đi tới đầy mặt miễn cười hỏi một người tán nhân vương tiên cười đáp nga tán nhân vây lại đây mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc vương tiên sư đệ mới đến hôm nay ta ở dư hải tử quán mời khách đại gia chúc mừng một chút lúc này một cái lão giả bay qua tới đầy mặt miễn cười lớn tiếng tuyên bố nói qua, đa tạ quân tử sư huynh. Ha ha, có lộc ăn, đa tạ quân tử sư huynh. Chung quanh, một đám liễu thần đạo tràng đệ tử cao hứng nói. Ân. Ừ. Vương quân bảo nhìn về phía lão giả, chần chờ một chút, chắp tay, đa tạ quân tử sư huynh. Không cần khách khí, không cần khách khí. Vương tiên sư đệ mới đến, chúng ta sau ngươi sớm tới nơi này, tự nhiên hảo sinh chiêu đãi, sư đệ ngươi ở nơi đó trước mắt tên của mình, cũng coi như là chúng ta liễu thần đạo tràng truyền thống quân tử sư huynh chỉ vào phía trước vị trí nói. Vương tiên ánh mắt nhìn lại, phía trước có một khối thật lớn một bài, ở một bài trên có khắc một đám tên. Mặt trên tên có một vạn nhiều, vương tiên cánh tay vung lên, ở mặt trên để lại tên của mình. Hoan nghênh gia nhập liễu thần đạo tràng đại gia đình, đi một chút, dư hải tử quán. Quân tử sư huynh cười lớn một tiếng, phất phất tay. Chật chật chật, đi lâu. Quân tử sư huynh mời khách, chúng ta có thể hảo hảo mà ăn một đống mỹ thực. Liễu thần đạo giữa sân ba nghìn nhiều danh thành viên, ít nhất có một ngàn nhiều người lập tức đuổi kịp. Vương tiên sư đệ, theo ta đi. Quân tử sư huynh nói, mang theo vương tiên hướng tới bên ngoài địa phương bay đi. Liễu thần đạo tràng rất nhỏ, bọn họ phi hành mấy chục giây liền đạt tới một cái lực hiện phùng hoa tiểu chợ trung, một cái diện tích mấy chục km lớn nhỏ chợ. Bên trong người cũng không phải rất nhiều, một ít người nhìn đến bọn họ đã đến, một đám trên mặt mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Này đó đều là một ít đạo đồng, cũng chính là đi theo liễu thần đạo tràng đệ tử tiến vào người bọn họ ở tại nơi này vì chính mình người theo đuổi phục vụ lão bản hôm nay dư hải tử quán ta bao chúc mừng sư đệ gia nhập các ngươi tử quán có thứ gì toàn bộ đi lên một đám người bay đến một cái xa hoa tiểu viện nội trong viện phong cảnh phi thường xinh đẹp nho nhỏ núi giả nho nhỏ suối phun là quân tử đại nhân dư hải tử quán lão bản nhìn đến bọn họ một đám người lập tức cung kính mà nói vương tiên sư đệ đây chính là chúng ta liễu thần đạo tràng tốt nhất tử quán bên trong rượu này đây pha loãng lưu tâm dịch sản xuất nơi này đồ ăn toàn bộ đều là thần đế cấp bậc trong nước hoang thú chế tác mà thành tuyệt đối có thể so với ngân hà những cái đó đỉnh cấp khách sạn nơi cũng chính là chúng ta quân tử sư huynh có tiền làm chúng ta nói một tháng có thể tới ăn một lần liền không tồi lúc này đây chúng ta dính sư đệ quang ha 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 một người hơi béo trung niên đi đến vương tiên bên cạnh cười nói nga phải không ta đây cần phải nhiều hơn cảm tạ một chút quân tử sư huynh vương tiên cười nói ha hả ha chúng ta quân tử sư huynh ở chúng ta liễu thần đạo tràng là có tiếng người hiền lành tên kia hơi béo trung niên cười nói vỗ vỗ bờ vai của hắn ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian ngươi sẽ biết vương tiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía trước quân tử sư huynh ở hắn cảm ứng hạ này có được thần đế đỉnh thực lực là hắn nhìn thấy liễu thần đạo giữa sân thực lực mạnh nhất liễu thần đạo tràng một khi đột phá đến vũ trụ tôn giả cấp bậc liền sẽ tự động bị đưa ra đi đây là liễu thần đạo tràng một cái quy củ chi nhất mặt khác nếu như liễu thần đạo tràng có đệ tử đảm nhiệm một chủng tộc quan trọng chức vị, cũng sẽ bị đưa ra liễu thần đạo tràng. Làm trung lập liễu thần đạo tràng, đệ tử có thể là đến từ chính các đại chủng tộc, nhưng là lại không thể đủ ở này chủng tộc đảm nhiệm quan trọng chức vị. Đây là liễu thần tôn giả quy tắc. Vương tiên nhìn chung quanh bầu không khí, cảm giác phi thường nhẹ nhàng. Tới tới tới, đại gia hoa nghênh vương tiên sư đệ gia nhập. Rượu và thức ăn thực mau đi lên, quân tử sư huynh dơ lên chén rượu, đi đến vương tiên trước người, cười lớn nói. Hảo hảo, hoan nghênh vương tiên sư đệ gia nhập, hoan nghênh. Ha ha, về sau ở ngân hà có chuyện gì, có thể tìm tới ta lão đường. Một đám liễu thần đạo tràng đệ tử nhiệt tình nói. Cảm ơn đại gia, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Vương tiên đầy mặt mỉm cười dơ lên chén rượu, cảm tạ nói. Ánh mắt đảo qua mọi người, đối với loại này bầu không khí hắn phi thường thích. Từ bước vào vũ trụ lúc sau, nơi nơi đều là chém giết, loại này an tĩnh hài hòa địa phương, nhưng thật ra rất ít rất ít. Hảo thuyết hảo thuyết, một chúng đệ tử cười nói đa tạ quân tử sư huynh vương tiên cầm lấy chén rượu kính kính một bên quân tử sư huynh không cần khách khí về sau tu luyện thượng có cái gì không hiểu đến có thể tới tìm ta tìm những người khác cũng đúng nơi này bằng hữu đều phi thường nhiệt tâm quân tử sư huynh không thèm để ý lắc lắc đầu vương tiên gật gật đầu một bàn bàn đi qua đi kính một ly một ít lễ nghi hắn vẫn là biết đến đối phương như thế nhiệt tình hắn cũng không thể đủ sai sự ở cảnh giới trinh trắc thạch điều tra hạ hắn có được thần đế tam giai cảnh giới, nhìn xem có thể hay không đem chi mượn sức đến chúng ta nơi này. Một cái tán nhân, cho hắn cũng đủ ít lợi, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, bất quá liền sợ mặt khác một ít chủng tộc gia hỏa mượn sức hắn. Ở một cái trên bàn cơm, 10 cái người ngồi ở chỗ kia, quét quét một bên vương tiên, mở miệng nói. Vương tiên sư đệ, tới tới bên này. Lúc này, vừa mới kính xong sở hữu liễu thần đạo tràng đệ tử vương tiên nhìn đến vừa rồi cho hắn nói chuyện hơi béo trung niên hướng tới hắn chào hỏi vương tiên sư đệ ngồi ngươi vừa mới tới nơi này, hơn nữa vẫn là tán nhân một cái, đợi lát nữa phỏng chừng sẽ có người mời ngươi gia nhập một ít thế lực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vương tiên mới vừa đi qua đi, hơi béo trung niên liền bay thẳng đến hắn nhắc nhở nói. Nga! Mời ta gia nhập một ít thế lực. Vương tiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ha ha, tới tới, chúng ta hảo hảo cho ngươi tâm sự, ở liễu thần đạo tràng nhưng không có ngươi xem như vậy hòa thuận vui vẻ, trên thực tế. Nơi này chia làm mấy chục cái tiểu đoàn thể đâu, sư huynh ta đâu, cùng ngươi giống nhau đều là tán nhân cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút. Hơi béo trung niên hướng tới hắn nói, lại chỉ chỉ trên bàn còn lại người, còn có chúng ta này một bàn người trên, bên cạnh kia một bàn người, đều là tán nhân, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Vương tiên nghe được hắn nói, lộ ra trầm tư chi sắc. Tấu chương xong. Chương 3048, Liễu Thần Đạo Tràng Tiểu Đoàn Thể Hạ. Đỗ Đại Long, là hơi béo trung niên tên. Có được thần đế thất giai thực lực. Từ Đỗ Đại Long nơi đó, Vương Tiên Hiểu biết đến Liễu Thần Đạo Tràng một ít tình huống. Liễu Thần Đạo Tràng cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm ngân hà lừng lẫy nổi danh động thiên phúc địa, đỉnh cấp cường giả Liễu Thần tôn giả chế tạo tu luyện nơi, các đại chủng tộc tự nhiên muốn đem đệ tử đưa đến nơi này tu luyện. Mỗi một lần đệ tử tuyển chọn, nhân số nhiều nhất đều là mười mấy vũ trụ sơ cấp chủng tộc đệ tử cùng với mặt khác lĩnh vực cấp chủng tộc đệ tử. Tương phản, tán nhân đệ tử số lượng tương đối thiếu. Ở hiện giờ Liễu Thần Đạo giữa sân, một vạn nhiều danh đệ tử trong đó có 95% thuộc về các đại chủng tộc đàn tộc. Chân chính tán nhân đệ tử, chỉ có 5-600 cái, còn lại toàn bộ đều có được chính mình chủng tộc thế lực. Mà có chính mình chủng tộc thế lực, liền có cạnh tranh, liền có phân tranh. Đặc biệt là một ít đối lập thế lực, tự nhiên, bọn họ ở liễu thần đạo giữa sân đệ tử, cũng là đối lập. Thường xuyên sẽ có liễu thần đạo tràng đệ tử tử vong. Đến nỗi như thế nào chết, liền không được biết rồi. Mỗi một tán nhân đệ tử tiến vào liễu thần đạo tràng, nhất định sẽ bị này đó chủng tộc thế lực mượn sức. Rốt cuộc, tiến vào liễu thần đạo tràng, chỉ cần bất tử, về sau ít nói đều có thể đủ trở thành thần đế bát giai trở lên cường giả, nói không chừng có được trở thành vũ trụ tôn giả tiềm chất. Như thế tiềm lực vô hạn tu luyện giả, tự nhiên đã chịu khắp nơi mượn sức. Mà quân tử sư huynh, cũng là một người tán nhân. Đa tại đổ đại long sư huynh báo cho. Vương tiên hướng tới đổ đại long chắp tay, nếu như không phải hắn theo như lời, hắn thật đúng là không biết này trong đó tình huống. Ha ha, đều là việc nhỏ, ta không nói ngươi về sau cũng sẽ biết, thêm không gia nhập thế lực chính mình lựa chọn, không có người sẽ nói cái gì. Đỗ Đại Long cười cười. Vương Tiên gật gật đầu. Đối với gia nhập những cái đó thế lực, hắn tự nhiên không có bất luận cái gì hứng thú, hắn tới nơi này là vì đem sức chiến đấu tăng lên trí tôn giả chi cảnh. Chuyện khác, hắn mặc kệ. Một bữa cơm ăn một giờ, Vương Tiên đối với liễu thần đạo tràng cũng có một ít hiểu biết, ăn xong lúc sau, một đám người hướng tới tu luyện đạo tràng nội bay đi. Bên này có rảnh dư tu luyện phòng, vương tiên sư đệ có thể tùy ý lựa chọn. Đỗ Đại Long hướng tới chỉ vào chung quanh cành ngưng tụ phòng ốc, nói. Vương tiên gật gật đầu, tìm một cái hẻo lánh phòng lập tức đi vào. Di. Tiến vào nho nhỏ phòng ốc nội, vương tiên mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Phòng ốc bên trong phía dưới có một cái ngầm phòng, bên trong diện tích có cách viên 5.000 bình phương tả hữu. Trung ương có một cái tu luyện đệm hương bồ, có nghỉ ngơi địa phương, có đơn độc thư phòng. Bên trong rỗng tuếch không có bất cứ thứ gì. Ngày sau nơi này đó là hắn tu luyện phòng ốc, không có chính mình đồng ý, người khác là vào không được. Vương Tiên sư đệ ở sao? Chúng ta tiến đến bái phỏng một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ân. Vương Tiên lộ ra tò mò chi sắc, lập tức mở cửa nhìn lại. Một người phụ nhân đầy mặt mỉm cười đi vào tới. Vương Tiên sư đệ, không có quấy rầy đến ngươi đi. Phụ nhân tiến vào, trên mặt tràn ngập tươi cười. Không có, không biết vị này sư tỷ là. Vương Tiên tò mò nhìn về phía nàng. Vương tiên sư đệ, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta là đại biểu thủy ảnh chủng tộc, muốn mời sư đệ gia nhập. Vũ trụ sơ cấp chủng tộc, thủy ảnh chủng tộc. Phụ nhân đại biểu hắn chủng tộc, mời vương tiên gia nhập, hơn nữa hứa hẹn đại lượng chỗ tốt cùng với tu luyện tài nguyên. Vương tiên cùng chi nói chuyện với nhau trong chốc lát, cự tuyệt lúc sau tiễn khách. Phụ nhân cũng không có sinh khí, để lại một cái liên hệ phương thức. Kế tiếp, lại có một đám thế lực tiến đến mời hắn, đều bị vương tiên nhất nhất cự tuyệt. Sau lại bất đắc dĩ, hắn ở cửa treo một cái thẻ bài, không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Thẻ bài quải hảo lúc sau, quả nhiên thanh nhàn rất nhiều. Liên hệ một chút mi tâm lộc, mi tâm lộc cao hứng mà nói cho hắn, nàng ở bên ngoài cái kia tiểu chợ bên kiến tạo một phòng, phi thường thanh tĩnh. Vương tiên cười cười, làm nàng ở nơi đó tu luyện. Theo sau, hắn lập tức lấy ra vũ trụ trí não, xem xét một chút vừa mới gia nhập đàn. Liễu thần đạo tràng đệ tử nói chuyện phím giao lưu đàn, mặt trên còn có không ít tư liệu, toàn bộ đều là liễu thần đạo tràng đệ tử viết lại nói tiếp liễu thần đạo tràng tuy rằng chia làm rất nhiều đoàn thể sau lưng có các đại chủng tộc nhưng là bọn họ vừa mới bắt đầu có thể gia nhập tiến vào đều là có được phi thường tốt tâm tính ít nhất sẽ không có mưu đồ gây rối tâm thuật bất chính người bên trong có một đám liễu thần đạo tràng tu luyện tâm đắc một ít ngân hà tư liệu tin tức tìm được rồi xem xét một chút vương tiên lập tức nheo lại đôi mắt nhìn mặt trên một phần tư liệu thả câu chi thuật đối với ở ngân hà nội thả câu vương tiên có rất lớn hứng thú đặc biệt là ở nghe nói một vài lúc sau mở ra tư liệu vương tiên lập tức dò xét lên trách không được có nhiều người như vậy thả câu nhìn một lần thả câu cơ bản tư liệu vương tiên trong miệng lẩm bẩm thả câu có nhất hấp dẫn người một chút đó chính là an toàn an toàn tính phi thường cao minh mang ngân hà nội sinh tồn vô số thủy tộc sinh vật vũ trụ tôn giả cấp bậc thủy tộc sinh vật cũng có không ít ngân hà nội phi thường nguy hiểm nơi này là thủy tộc sinh vật địa bàn mạo mũi tiến vào bên trong săn thú khả năng người sẽ biến thành con mồi đặc biệt là có cường đại thủy tộc sinh vật có thể cùng nước biển hòa hợp nhất thể thần đế cường giả cũng cảm ứng không đến bị nháy mắt đánh lén thần đế bát dai cửu dai đều có khả năng bị nháy mắt hạ gục thậm chí ở ngân hà nội có vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại ngã xuống có thể nghĩ bên trong là cỡ nào hung hiểm nhưng mà thả câu sẽ an toàn mấy chục lần thả câu là chế tạo một cái cùng tự thân hòa hợp nhất thể thả câu chi can lấy chính mình năng lượng vì tuyến lấy một ít bảo vật vì mồi ở ngân hà nội tiến hành thả câu thả câu phạm vi thực quản một khi đáy biển thủy tộc sinh vật cắn nuốt mồi câu liền có thể lập tức tiến hành bắt giữ viễn trình đấu pháp một khi phía dưới thủy tộc sinh vật thực lực quá cường vậy trực tiếp chặt đứt mồi câu đào tẩu không có quá lớn nguy hiểm có cơ hội săn giết cường đại thủy tộc sinh vật còn có thể đủ tăng cường chính mình đối năng lượng khống chế kinh nghiệm chiến đấu đây là vì sao nhiều như vậy thả câu giả nguyên nhân này thả câu nhưng thật ra không tồi đối chính mình tới nói cũng rất hữu dụng vương tiên trong miệng lẩm bẩm. Hắn hiện giờ có được thần đế tam giai cảnh giới, ở tiến vào liễu thần đạo tràng thời điểm, hắn chỉ triển lộ xuất thần đế tam giai hơi thở. Hắn loại này che đậy hơi thở, cho dù là lại cường trinh trắc thần khí, đều điều tra không ra, rốt cuộc hắn cảnh giới chính là thần đế tam giai. Thần đế tam giai hắn, có thể trực tiếp khống chế phạm vi 100 triệu km nội sở hữu thủy tộc sinh vật. Cái này phạm vi có thể xưng là thực quản, nhưng là, vương tiên trước mắt công kích, có thể bao trùm phạm vi 1 tỷ km khả năng chính mình tiến vào ngân hà họ hàng bên vợ tự bắt giữ sang giết thủy tộc sinh vật tốc độ còn không bằng thả câu tốc độ tiến vào ngân hà nội còn có nguy hiểm mà ở mặt trên tính nguy hiểm sẽ rất thấp rất thấp chính mình chế tạo một cái thả câu chi can sau đó đi ngân hà nội thử xem có thể hay không nhanh chóng tăng lên liền xem thả câu tốc độ thật sự không được chính mình tiến vào ngân hà nội săn giết vương tiên ánh mắt lập lòe trong lòng quyết định nói tấu chương xong chương ba nghìn bốn mươi chín thả câu thả câu chi can đối với thả câu giả tới nói phi thường quan trọng năng lượng kéo dài năng lượng thừa nhận toàn dựa thả câu chi can đầu tiên muốn đem thả câu chi can hoàn toàn luyện hóa luyện chế thành chính mình thân thể một bộ phận chỉ có như vậy mới có thể đủ như cánh tay sử dụng lấy năng lượng truyền lại đến thả câu chi can thường hình thành cá tuyến tiến hành thả câu có thể nói thả câu chi can tương đương với thả câu giả vũ khí hơn nữa thả câu chi can yêu cầu tiến hành luyện chế cường hóa cường đại thả câu chi can có được đặc thù hiệu quả. Vương Tiên đem Liễu Thần Tôn giả cành lấy lại đây, dùng xúc cảm ứng một chút. Lấy hắn hiện giờ sức chiến đấu, căn bản phá hư không được cái này cành. Cành có được rất mạnh năng lượng truyền tính, chính như Liễu Thần Tôn giả lời nói, cái này cành phi thường thích hợp coi như thả câu chi can. Đầu tiên muốn đem chi luyện hóa, này yêu cầu một đoạn thời gian. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm. Có bột mới gột nên hồ. Từ tư liệu thượng, hắn cũng biết một cái thả câu chi can tầm quan trọng. Vương Tiên không có do dự, lập tức căn cứ luyện tạo thả câu chi căn phương thức, lập tức bắt đầu luyện chế. Thời gian từng ngày quá khứ, Vương Tiên ở trong phòng vẫn luôn bế quan. Phòng nội linh khí phi thường cao, cho dù là đối với thần đế đỉnh cường giả tới nói, cũng là một chỗ hiếm thấy động thiên phúc địa. Vương Tiên ở trước cửa treo một cái thẻ bài sự tình, cũng truyền tới Liễu Thần Đạo Tràng còn lại đệ tử trong tay. Một chúng chủng tộc đệ tử đối này cũng không có quá mức để ý. Nhưng thật ra một chúng tán nhân đệ tử, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đối với bọn họ tới nói, đồng đạo chi hữu lại nhiều một cái. Hô, rốt cuộc hoàn toàn đem chi luyện hóa, ước chừng dùng hai tháng thời gian. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn trong tay thả câu chi can, trong lòng vừa động, liền có thể trực tiếp biến trường. Căn cứ hắn suy đoán, chiều dài cực hạn ở ngàn vạn km. Hơn nữa hắn lấy năng lượng ngưng tụ thành cá tuyến, có thể bao trùm phạm vi một tỷ km phạm vi. Cái này diện tích phi thường khủng bố. Đi ngân Hà Nội nhìn xem. Vương Tiên đứng lên, lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Vương Tiên sư đệ, ngươi đây là đi nơi nào? Ra khỏi phòng ngoài, vừa khéo Đỗ Đại Long cũng ra tới, hướng tới hắn hỏi. Đi thả câu, săn giết một ít hoang thú. Vương Tiên đáp lại. Thả câu. Thả câu hảo, tương đối an toàn. Đỗ Đại Long cười nói. Đại Long sư huynh đi nơi nào? Vương Tiên cười cười, hỏi. Đi phụ cận tinh cầu đi dạo, mua sắm một ít tài nguyên. Cùng Đỗ Đại Long khách sáo hai câu vương tiên bay thẳng đến liễu thần đạo tràng kia chợ địa phương bay đi cảm ứng được mi tâm lộc hơi thở hắn đi vào một cái phòng ở phía trước phòng ốc kiến tạo còn xem như tương đối xinh đẹp mi tâm lộc đi thôi mang ngươi đi ngân hà bên ngoài đi dạo vương tiên triều đứng ở cửa triều nàng truyền âm vương đại ca tới mi tâm lộc nghe được vương tiên thanh âm đầy mặt kinh hỷ bay ra tới từ thượng một lần vương tiên cứu nàng tánh mạng hơn nữa đem nàng đưa tới nơi này nàng trong lòng tràn ngập cảm kích nghe được mang chính mình đi ra ngoài, nhảy nhót bay ra tới. Đi. Vương tiên cánh tay vung lên, vũ hành đại ma biến thành 10 mét lớn nhỏ, mang theo nàng hướng tới ngân hà nội bay đi. Thực mau bọn họ liền đi vào ngân hà mặt biển thượng, vũ hành đại ma huyền phù ở thủy thượng, nhanh chóng hướng tới ngân hà chỗ sâu trong bay đi. Vương đại ca, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Mi tâm lộc hướng tới hắn tò mò hỏi. Đi thả câu, chờ một lát khả năng còn cần ngươi làm một chút sự tình. Vương tiên hướng tới nàng nói. Thả câu. Thả câu phi thường có ý tứ. Mi tâm lộc đầy mặt vui vẻ nói. Đứng ở ngũ hành đại ma thượng, chung quanh đó là diện tích rộng lớn vô ngần hải dương, vương tiên tâm tình phi thường hảo. Thật lâu thật lâu, không có ở như thế mở mang hải dương nội phi hành. Vương tiên chuẩn bị thả câu địa phương khoảng cách liễu thần đạo tràng có chút khoảng cách. Làm một cái tôn giả đạo tràng, phụ cận không có cường đại trong nước sinh vật dám tới gần. Phi hành ở ngân Hà Nội, có thể ngẫu nhiên nhìn đến một ít cường đại thuyền, một ít cường đại trong nước thần khí có thể thường thường nhìn đến có cường giả ở trên mặt biển thả câu vương tiên vẫn luôn hướng tới phía trước bay đi vương đại ca chúng ta đã thâm nhập rất xa vẫn luôn phi hành năm cái giờ mi tâm lộc nhìn chung quanh không có bất luận cái gì một người phía dưới là thâm thúy vô cùng hải dương hơi hơi có chút sợ hãi đặc biệt là thường thường còn có thể đủ cảm ứng được từng luồng khủng bố hơi thở có chút hơi thở lệnh nàng đều tim đập nhanh không thôi ân ừ, không sai biệt lắm không hổ là ngân hà nơi này khủng bố thủy tộc sinh vật thật nhiều Vương Tiên hơi hơi cảm thán nói. Thủy là sinh mệnh suối nguồn, giống nhau hải dương nội sinh vật nhiều nhất. Mi Tâm Lộc nói. Chúng ta liền ở chỗ này, lần đầu tiên thả câu, không biết có thể câu đến nhiều ít hoang thú. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, cánh tay vung lên, thả câu chi can xuất hiện ở trong tay. Kế tiếp đó là mồi. Hắn trong miệng lẩm bẩm, thả câu yêu cầu mồi, càng là cường đại mồi càng có thể hấp dẫn trong nước sinh vật. Mồi có thể là cường đại hoang thú huyết nhục, có thể là thần thảo thần dược. Long huyết, hẳn là có được cường đại lực hấp dẫn. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, lúc trước ở vực sâu nội thời điểm, liền lấy long huyết hấp dẫn vực sâu loại. Long huyết đối với bất luận cái gì hoang thú, đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Hắn bàn tay vừa động, đại lượng long huyết lưu ra, long huyết ngưng tụ thành một con cá bộ dáng. Đây là một bên vị trí mi tâm lộc cảm thụ được long huyết thượng truyền đến uy áp, thân hình khẽ rung lên. Trong mắt có kính sợ, cũng có nóng cháy. Trong tay thả câu chi can ném động, từng luồng năng lượng ngưng tụ thành một cái tuyến, tuyến cuốn quanh long huyết ngưng tụ long ngư Trầm. long ngư loạn trọn thân hình trực tiếp tiến vào phía dưới ngân hà nội hướng tới chung quanh bơi đi ở vương tiên khống chế hạ tiểu ngư bơi lội tốc độ phi thường mau thực mau liền lẻn vào đáy biển mấy trăm triệu km khoảng cách vương tiên thông qua phía dưới long ngư cảm ứng chung quanh tình huống lấy long huyết ngưng tụ cá phát ra hơi thở đối với bất luận cái gì thủy tộc sinh vật đều có trí mạng lực hấp dẫn vương tiên biến ảo một cái băng ghế trực tiếp ngồi ở mặt trên nhắm mắt lại hơi hơi cảm ứng mi tâm lộc tò mò ở một bên nhìn tới không đến một phút ở vương tiên cảm ứng hạ long ngư bị một con thủy tộc sinh vật nhìn thẳng này chỉ thủy tộc hoang thú chỉ có thần vương cửu giai thực lực nhìn đến long huyết ngưng tụ tiểu ngư ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc lập tức hướng tới nó đuổi theo bất quá vương tiên đối với như thế nhược thủy tộc sinh vật cũng không dám hứng thú lệnh long ngư nhanh chóng bơi lội trống trống một tiếng nặng nề vang lên mơ hồ truyền đến vương tiên lập tức cảm ứng được có cường đại trong nước hoang thú hướng tới long ngư công kích mà đi hơn nữa chung quanh không khí có chút dị biến, từng luồng hơi thở tỏa định long ngư. Vương Tiên không để ý đến, tiếp tục thao tác long ngư nhanh chóng ở hắn có khả năng đủ khống chế cực hạn trong phạm vi bơi lội. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, càng ngày càng nhiều trong nước hoang thú tỏa định long ngư. Loại này thả câu phương thức, quả thực so với chính mình tiến vào hải dương trung còn muốn phương tiện, hơn nữa tính nguy hiểm phi thường thấp. Vương Tiên cảm ứng được một màn này, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Tấu chương xong. Chương 3050, thuần phục chiến sủng. Ngân Hà Thượng, ngồi ở ngũ hành đại ma thượng vương tiên hơi hơi nheo lại con mắt. Ở hắn cảm ứng hạ, Long Ngư ở chung quanh phạm vi một tỷ km trong phạm vi điên cùng chạy trốn. Mà ở chung quanh, một ít chút thủy tộc sinh vật nóng cháy đôi mắt tập trung vào Long Ngư, điên cùng ở phía sau truy kích. Phía sau cùng với chung quanh thủy tộc sinh vật càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong phạm vi sở hữu thủy tộc sinh vật, toàn bộ bị hấp dẫn trụ. Cảm thụ được phía dưới từng con thủy tộc hoang thú toàn bộ tỏa định Long Ngư, cảm thụ được một đám trong nước hoang thú thực lực trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười ầm 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 mặt biển bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản liền sóng gió mãnh liệt nước biển càng thêm mãnh liệt lên ngũ hành đại ma giống như một con thuyền nhỏ yếu thuyền buồn hiển nhiên tùy thời đều có khả năng bị đánh nghiêng từ ngân hà phía dưới truyền đến từng luồng lệnh người cảm thấy khủng bố hơi thở vương đại ca đã xảy ra sự tình gì mi tâm lộc cảm ứng chung quanh nước biển biến hóa trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc phía dưới khủng bố hơi thở lệnh nàng da đầu tê dại. Muốn thu hoạch. Vương tiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hắn đôi tay đặt ở ngũ hành đại ma thượng, từng luồng năng lượng điên cùng hướng tới ngũ hành đại ma nội dũng đi. Hơn nữa năng lượng hóa thành từng cây xiền xích, xiền xích các loại nhan sắc đều có, hướng tới chung quanh phía dưới lan tràn mà đi. Vô số xiền xích, dường như một cái thật lớn vô cùng lưới đánh cá, hướng tới phía dưới rải đi. Trống trống trống. ầm ầm ầm. Liền tại đây một khắc, phía dưới vị trí truyền đến khủng bố rít gào cùng anh kích vương tiên bọn họ nơi phạm vi mấy trăm triệu km trong phạm vi nhấc lên sóng gió động trời sóng lớn sông thẳng không trung trăm vạn km vương tiên đứng ở ngũ hành đại ma thượng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười một bên mi tâm lộc ngốc ngốc nhìn một màn này hắn có thể cảm ứng được tại hạ phương vị trí có thượng vạn chỉ thủy tộc sinh vật nhược thủy tộc sinh vật chỉ có thần vương cảnh giới mà cường đại cũng đã đạt tới thần đế bát giai khi cổ hơi thở lệnh nàng tim đập nhanh bất quá ở sở hữu thủy tộc sinh vật chung quanh có từng đạo xiên xích, xiên xích hình thành một cái che trời đại võng, bay thẳng đến chúng nó thổi quét mà đi. Dường như một cái lưới đánh cá, muốn đem chúng nó toàn bộ vớt lên. Này! Mi tâm lộc trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm. Lòng mắt khóa bác hoang, khóa. Vương tiên trong mắt nở rộ ra khủng bố bi áp, hoàn toàn tỏa định những cái đó muốn trốn hồi chính mình xào trong nước hoang thú. Xôn xao. Xiền xích giống như long mãn, trực tiếp cuốn quanh nơi ở có thủy tộc sinh vật. Trống trống. Chíp chíp sợ hãi tiếng kêu từ phía dưới vị trí truyền đến vương tiên cánh tay vung lên oanh trong nháy mắt một vạn nhiều chỉ thủy tộc sinh vật toàn bộ bị tung ra đáy biển huyền phù ở trên mặt biển hình thể lớn nhất ước chừng có thượng vạn nét lớn nhỏ thu hoạch không tồi thần đế bắt dai một con thất dai ba con còn lại thần đế cấp bậc có một trăm nhiều chỉ còn lại toàn bộ đều là thần đế cấp bậc vương tiên ánh mắt đảo qua trên mặt lộ ra miễn cười nhẹ nhàng thu hoạch nhiều như vậy hoang thú này có thể so hắn tiến vào ngân Hà Nội còn muốn vương tiện. Trống. Vương tiên mở miệng, phát ra một tiếng rồng ngâm, từng con thần đế cấp bậc thủy tộc sinh vật bay thẳng đến hắn trong miệng bay đi. Sở hữu thần đế dưới thủy tộc sinh vật tiến vào hắn trong bụng, hóa thành long khí. Đối với hiện giờ hắn tới nói có chút ít ỏi không có mấy. Ông. Theo sau, hắn long uy thi triển, sở hữu thần đế nhất gia nhị giai hoang thú rung bần bật, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng tới vương tiên bên này bay qua tới, ghé vào một bên không dám nhúc nhích đương chiến sủng bán nói, có thể đem tài nguyên đề cao gấp 10 lần. Vương tiên nhìn này đó thần đế cấp bậc thủy tộc hoang thú, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Này đó hoang thú, hắn trực tiếp cắn nuốt, tương so với thuần phục lúc sau bán ra, tài nguyên kém gấp 10 lần. Hắn tự nhiên muốn đem này đó thần đế cấp bậc hoang thú thuần phục, sau đó bán ra lâu. Đem mi tâm lộc hô qua tới, chính là làm nàng hỗ trợ làm tuyên truyền. Vương đại ca, trên người của ngươi thần long huyết mạch hảo cường, trong truyền thuyết chân chính thần long có thể thống trị thủy tộc, vương đại ca ngài là chân chính thủy tộc sao mi tâm lộc đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này chấn động nói đúng vậy về sau ngươi liền đi theo ta hỗn đi cho ngươi một chút long huyết dùng về sau ta sẽ giúp ngươi tiến hóa vì cường đại long chủng vương tiên không có dấu dếm một đoàn long huyết huyền phù ở mi tâm lộc trước người cười nói thẳng mặt khác giao cho ngươi một việc ta muốn đem này đó hoang thú thuần phục ngươi ở vũ trụ trí não thượng tuyên truyền một chút tiến hành bán ra mi tâm lộc cảm thụ được long huyết thượng năng lượng cảm giác trên người huyết mạch kiên kỵ vội vàng gật đầu, tốt vương đại ca. Nàng vương tay cầm kia đoàn long huyết, thân hình run rẩy, hé miệng trực tiếp dùng đi xuống. Một cổ nóng cháy thuần hậu huyết mạch chi lực tiến vào đến nàng trong cơ thể. Nàng trong cơ thể một tia thần long huyết mạch dường như bị kích hoạt, điên cuồng hấp thu. Vương tiên quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cho nàng này đoàn long huyết, cũng là phòng ngừa nàng đem một chút sự tình nói bậy đi ra ngoài, có này đoàn long huyết ở, Vương tiên có thể nắm giữ mi tâm lộc sở hữu tình huống. Một chút sự tình hắn không thể không phòng bị một ít. Hơn nữa, này long huyết đối nàng tới nói chính là thiên đại cơ duyên. Ngươi trước an tâm hấp thu long huyết. Vương tiên hướng tới nàng nói một câu, theo sau thân hình vừa động, đi vào kia chỉ thần đế bát giai thủy tộc hoang thú nơi đó. Đây là thần đế bát giai trong nước hoang thú có chút cùng loại cá mập, nhưng thoạt nhìn so cá mập muốn khủng bố nhiều. Hơn nữa nó chính là có được khủng bố pháp tắc thần long, có thể dễ dàng phá hủy một ngôi sao. Thuần thú chi thuật vương tiên cũng không xa lạ, chẳng sợ này chỉ hoang thú có được thần đế bát giai thực lực. Bất quá muốn thuần phục này đó hoang thú, vẫn là phải tốn phí một ít thời gian. Nhưng tương so với những người khác thuần thú tốc độ, vương tiên tốc độ này, tuyệt đối là bình thường thuần thú sư mấy vạn lần. Thần đế đỉnh hồng thiên thần đế, dùng ngàn năm mới thuần phục một con thần đế bát giai chiến sủng, mà hắn chỉ cần một ngày thời gian. Liên tục 10 ngày thời gian, vương tiên đem sở hữu hoang thú thuần phục. Một bên vị trí, mi tâm lộc huyết mạch tăng lên đã kết thúc nàng đầy mặt hưng phấn mà ngồi ở một bên nhìn vương tiên thuần phục chiến sủng trong tay cầm vũ trụ trí não chụp được từng trương ảnh chụp cùng video thuần phục tốt hoang thú vương tiên chuẩn bị mau chóng bán ra thế nào thuần phục xong cuối cùng một con vương tiên nhìn về phía mi tâm lộc hướng tới nàng hỏi vương đại ca rất nhiều người đều hỏi như thế nào có thể đạt được chúng ta chiến sủng rất nhiều người đều muốn mua sắm thậm chí còn có người nguyện ý giá cao mua sắm mi tâm lộc đầy mặt hưng phấn mà nói ha hả hồi phục một chút hai tháng sau tiến hành bán ra, đến lúc đó như thế nào bán ra, ở nơi nào bán ra cái khác thông tri. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, tâm tình sung sướng nói. Xem ra, muốn làm khởi hắn nghề cũ. Bán ra chiến sủng, lấy đại lượng chiến sủng thu liễm tài nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nếu vận khí tốt nói, hai tháng sau bán ra sở hữu chiến sủng lúc sau, thực lực của hắn có thể được đến tăng lên. Tấu chương xong.